7 cộng cách trị nám da mặt bằng thiên nhiên hiệu quả tại nhà. Cập nhật gần nhất 16 giờ 19, 28 tháng 9 năm 2024. Hiện nay, nhiều chị em đang lựa chọn các biện pháp trị nám từ nguyên liệu tự nhiên. Mong muốn của họ là loại bỏ những vết nám trên da một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí bằng các phương pháp thiên nhiên. Tuy nhiên, không phải nguyên liệu tự nhiên nào cũng phù hợp để trị nám hoặc thích hợp với tình trạng da của mỗi người. Vậy, cách trị nám da mặt bằng thiên nhiên nào hiệu quả và an toàn. Hãy theo dõi bài viết của cỏ mềm dưới đây để có câu trả lời chính xác nhất. Trị nám da mặt bằng cà chua, theo chia sẻ của thạc sĩ Trần Thị Luyến, cà chua giàu vitamin C có khả năng ức chế hoạt động của enzyme tyrosinase trong da, giúp ngăn ngừa sự hình thành sắc tố melanin, từ đó làm đều màu da và hỗ trợ trị nám hiệu quả. Bên cạnh đó, lycopene một chất dinh dưỡng có trong cà chua còn giúp loại bỏ tế bào chết, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da và mang lại làn da sáng mịn hơn. Vì vậy, trong các cách trị nám da mặt bằng thiên nhiên, cà chua là một nguyên liệu được sử dụng rộng rãi nhất. Cách trị nám bằng mặt nả cà chua cộng sữa tươi không đường. Chuẩn bị một quả cà chua, hai muỗng canh sữa tươi không đường. Rửa sạch cà chua, xay nhuyễn và ép lấy nước. Trộn đều nước ép cà chua với sữa tươi không đường theo tỷ lệ bằng nhau. Rửa sạch mặt, dùng bông gòn thấm đều dung dịch và thoa lên mặt kết hợp mát xa nhẹ nhàng. Giữ trên da khoảng 20 đến 30 phút, sau đó rửa lại với nước ấm. Thực hiện 2, 3 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả như mong muốn. Cách trị nám da mặt bằng thiên nhiên từ mặt nạ cà chua cộng chanh. Chuẩn bị một quả cà chua và nửa quả chanh. Ép cà chua và chanh lấy nước, sau đó trộn đều với nhau. Rửa sạch mặt, thoa hỗn hợp cà chua cộng chanh lên vùng da bị nám. Đợi khoảng 5 phút, rửa sạch lại mặt với nước thực hiện đắp mặt với tần suất 2, 3 lần mỗi tuần. Cách trị nám da mặt bằng thiên nhiên từ nước vo gạo. Nước vo gạo là một trong những nguyên liệu tự nhiên được nhiều chị em phụ nữ tin dùng để trị nám tại nhà. Trong nước vo gạo chứa nhiều vitamin B, E và các khoáng chất, giúp làm mờ các vết nám và đốm tàn nhang trên da. Ngoài ra, nước vo gạo còn có tác dụng làm sáng da, cải thiện độ đàn hồi và giảm nám, đem lại làn da sáng mịn và đều màu. Vì vậy, nếu đang tìm bí kíp trị nám da mặt bằng phương pháp dân gian, bạn hãy sử dụng nước vo gạo. Cách trị nám bằng nước vo gạo. Sau khi vo gạo xong, hãy lấy phần nước có lẫn bột gạo ở phía dưới, không dùng phần nước trong phía trên. Sử dụng phần nước này để rửa mặt hàng ngày. Lưu ý, để đảm bảo an toàn cho da khi áp dụng cách trị nám da mặt bằng thiên nhiên này, bạn nên sử dụng loại gạo hữu cơ không chứa chất bảo quản hay hóa chất gây hại. Đồng thời, Nước dùng để vo gạo cũng phải sạch để tránh kích ứng da mặt. Chị nám da mặt bằng sữa chua, nhờ chứa nhiều vitamin A, B1, B2, E và axit lactic, mặt nạ sữa chua có nhiều công dụng với làn da, đặc biệt là tác dụng dưỡng trắng da và trị nám hiệu quả. Với tính chất dịu nhẹ, sữa chua phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Cách trị nám da mặt bằng thiên nhiên với sữa chua. Chuẩn bị sữa chua không đường, bột yến mạch, trộn đều hai nguyên liệu trên đắp mặt nạ này trên da. Đợi khoảng 15 phút, rửa sạch với nước ấm. Thực hiện 3 lần tuần. Ngoài ra, bạn cũng có thể đắp mặt nạ sữa chua không đường với quy trình như trên. Đây là cách trị nám bằng thiên nhiên hiệu quả vì sau vài tuần, bạn sẽ nhận thấy làn da sáng hơn và các vết nám mở dần. Trị nám da mặt bằng sữa ong chúa. Sữa ong chúa chứa nhiều enzyme, vitamin E, vitamin C, beta-carotene và các nguyên tố vi lượng giúp điều hòa nội tiết tố cho phụ nữ. Từ đó, nó giúp ngăn chặn quá trình hình thành nám, mang lại làn da ổn định, mềm mại và sáng khỏe. Ngoài ra, theo nghiên cứu Whitening Effect of Water-soluble Royal Jelly from South Korea của nhóm tác giả người Hàn Quốc vào năm 2011, các dưỡng chất trong sữa ong chú có khả năng ức chế quá trình tổng hợp melanin bằng cách điều chỉnh quá trình phiên mã tyrosinase, hỗ trợ ngăn chặn nám da. Cách chín nám ra mặt bằng thiên nhiên với sữa ong chúa. Chuẩn bị một cái chén nhỏ, chổi nhỏ và sữa ong chúa nguyên chất. Cho một muỗng sữa ong chúa vào chiếc chén nhỏ. Rửa mặt sạch và có thể kết hợp sông mặt bằng nước ấm để lỗ chân lông giãn nở. Sử dụng chổi lông mịn quét sữa ong chúa lên mặt và mát xa nhẹ nhàng. Để yên hỗn hợp và thư giãn trong khoảng 15 đến 20 phút, sau đó rửa sạch lại với nước lạnh. Để đạt hiệu quả, cần kiên trì thực hiện 2 lần tuần. Cách chỉ nám da mặt bằng thiên nhiên từ rau má Trong mỹ phẩm hiện đại, chiết xuất rau má Hotocola hay Centella Asiatica thường được sử dụng trong các sản phẩm dành cho da nhạy cảm, da viêm nhiễm hoặc da bị tổn thương. Rau má có khả năng giảm viêm, hỗ trợ tái tạo da, làm mờ vết thâm nám và tàn nhang rất hiệu quả. Cách trị nám da bằng trà rau má Chuẩn bị 200g rau má, 100g nhân trần, 200g lá đinh lăng, 100g cam thảo. Giang nhẹ các vị thuốc tới khi khô giòn, tán nhỏ và trộn đều các vị thuốc, sau đó bảo quản nơi khô ráo. Mỗi ngày, hãm 30 đến 40 g hỗn hợp với nước sôi và uống như trà, giúp thanh nhiệt và nhuận gan. Cách trị nám da mặt bằng thiên nhiên với mặt nạ rau má. Chuẩn bị một lượng rau má cần thiết theo nhu cầu sử dụng. Đem xay nhuyễn rau má với một ít nước, tạo ra một hỗn hợp đặc sệt. Đắp hỗn hợp rau má trực tiếp lên da mặt giữ trong khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa lại bằng nước mát. Chị nám da mặt bằng lá tia tô, chị nám da bằng tia tô là một phương pháp hiệu quả không nên bỏ qua. Theo nghiên cứu, In vitro antimelanogenic effect of Perilla frutescens Lip Extract của PGS Huỳnh Ngọc Trinh và các cộng sự vào năm 2021, chiết xuất EA và EA-CF từ lá Perilla frutescens có khả năng ức chế sự hình thành hắc tố bằng cách giảm hoạt động của tyrosinase sử dụng tía tô có thể giúp dưỡng trắng da và làm mờ các vết nám, khó ưa. Cách trị nám da với lá tía tô. Rửa sạch và để ráo nước một nắm lá tía tô. Xay nhuyễn lá tía tô thành hỗn hợp sệt. Để tăng hiệu quả, thêm chanh tươi và mật ong vào hỗn hợp. Đắp hỗn hợp lá tía tô lên vùng da bị nám, giữ trong 15 phút. Sau đó, rửa mặt sạch sẽ với nước mát. Thực hiện phương pháp đắp lá tía tô từ 2 tháng 3 lần mỗi tuần. Phương pháp này giúp da sáng hơn và làm mờ vết nám hiệu quả nhờ vào các dưỡng chất có trong tía tô, chanh và mật ong. Cách trị nám da mặt bằng thiên nhiên với nha đam. Nha đam là một trong những nguyên liệu tự nhiên hiệu quả trong việc trị nám và tàn nhang tại nhà. Với hàm lượng nước dồi dào, nha đam giúp dưỡng ẩm, làm mềm da và cung cấp nhiều vitamin cũng như khoáng chất quan trọng như vitamin A, B1, B3, E và C. Những dưỡng chất này giúp da săn chắc, mịn màng, trắng sáng và làm mờ các vết đốm do tàn nhang và nám. Vì vậy, trong số các cách trị nám da mặt bằng thiên nhiên, nhiều chị em đã lựa chọn trung thành với việc sử dụng nha đam. Cách làm mặt nạ nha đam trị nám, rửa sạch và tách lấy phần thịt trắng bên trong lá nha đam. Làm sạch da mặt bằng nước ấm hoặc dùng sữa rửa mặt. Đắp phần thịt nha đam lên các vùng da bị nám, thư giãn trong 15 phút, rửa lại với nước sạch. Thực hiện đều đặn với tần suất 2 lần mỗi tuần. Lưu ý, trong quá trình sử dụng, một số người có thể gặp phải tình trạng ngứa da do nhựa nha đam. Để đảm bảo an toàn cho da, bạn hãy thử một lượng nhỏ nha đam lên tay và quan sát phản ứng trước khi dùng cho vùng mặt và cổ bị nám sạm. Hy vọng các cách trị nám da mặt bằng thiên nhiên kể trên sẽ hữu ích cho chị em trong việc khôi phục làn da trắng sáng, mịn màng. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác hoặc cần thêm thông tin, đừng ngần ngại liên hệ với cỏ mềm bạn nhé.